Trà Ngọc Hằng tâm sự nỗi lòng của người thứ ba, họ chỉ đến sau chứ không sai. Trà Ngọc Hằng khẳng định, không ai muốn trở thành kẻ thứ ba trong tình yêu, vì vậy đừng bao giờ oán trách hay lên án họ. Người thứ ba có lý lẽ riêng và luôn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn vì họ đến sau chứ không sai. Sau lời tuyên bố nếu tôi giàu có tôi sẽ không chọn việc mình trở thành người thứ ba của người chị em thân thiết Ngọc Trinh, Trà Ngọc Hằng gây chú ý đặc biệt khi tiếp tục đề cập tới vấn đề nhạy cảm này. Theo đó, ngôi sao họ Trà đã lên tiếng tâm sự về nỗi lòng của người thứ ba. Không chỉ đưa ra nhận định không ai muốn trở thành kẻ thứ ba, ngôi sao họ Trà cũng thẳng thắn khẳng định người đến sau không sai, không có lỗi. Thậm chí cô còn cho rằng người đến trước là người may mắn chứ không có nghĩa là người đúng và có quyền chỉ trích kẻ thứ ba. Bởi theo Trà Ngọc Hằng, rất nhiều người thứ ba sau khi yêu mới biết bạn trai mình là hoa đã có chủ. Để chứng minh cho lý lẽ riêng của mình, nữ ca sĩ 27 tuổi này đã liệt kê những cái khó, cái khổ của người đến sau. Khi họ là người thứ ba, chính họ cũng không hề muốn điều này. Ai mà chẳng mong muốn có một tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc. Nhưng khi trái tim rung động, ta không có sự lựa chọn. Chúng ta thường lên án người thứ ba vì phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng thật sự họ không có lỗi. Rất nhiều người thứ ba rung động rồi mới biết người kia đã có người yêu hoặc vợ hoặc họ chỉ đến sau chứ không hề sai. Nếu họ đến trước bạn, có lẽ họ đã được hạnh phúc của bạn. Bạn may mắn hơn họ không có nghĩa là bạn đúng và bạn có quyền chỉ trích họ. Đó là điều rất yếu, vì tình yêu họ sẵn sàng đấu tranh, nhưng cũng vì tình yêu mà họ phải dằn vặt, cắn rứt và cảm thấy có lỗi với rất nhiều người. Nếu cho rằng khi bạn đau khổ thì người thứ ba sống trong hạnh phúc, có lẽ bạn đã sai. Khi tình cảm tan vỡ, trong khi bạn được người thân xung quanh động viên, chia sẻ, thì người thứ ba cô độc trong tình yêu của chính mình. Họ phải đấu tranh để giành lấy tình yêu nên thường không dám công khai chuyện tình đó quá nhiều nếu họ yêu thật sự. Vì họ sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới bạn, ảnh hưởng tới người yêu của bạn và họ cũng có trái tim như bạn, biết rung động, biết hy sinh không kém bạn. Sau khi nói về những nỗi khổ của người đến sau, Trà Ngọc Hằng cũng mạnh miệng phủ nhận những oán trách chỉ trích người đến trước với kẻ thứ ba. Trà Ngọc Hằng, người đến sau chỉ là do chưa có duyên gặp gỡ. Còn nếu như có thể gặp được sớm hơn thì đã cùng nhau vượt qua khó khăn và sẽ không bị xã hội chỉ trích. Bởi theo cô, tất cả phụ nữ sinh ra trên đời đều có sự hy sinh chịu đựng nhiều. Bạn hay trách sao lúc anh nghèo khó, người thứ ba không xuất hiện để cùng vượt qua khó khăn hay phấn đấu. Sao bạn không nghĩ lúc đó duyên chưa đến thì làm sao có thể gặp được? Gặp nhau là duyên, đúng thời điểm của duyên đến mới có thể gặp được. Nếu như có thể gặp được anh sớm hơn thì có lẽ giờ đây họ sẽ không bị xã hội chỉ trách họ là kẻ thứ ba rồi. Nhưng không có nghĩ là cái nghèo khó của anh ấy, người thứ ba sẽ không chia sẻ hay phấn đấu cùng anh ấy được. Không ai có thể biết được rằng người thứ ba không thể gắn bó và hy sinh vì anh ấy hết tuổi trẻ như bạn nói. Người thứ ba chỉ đến sau chứ không có nghĩ là người thứ ba không thể cùng anh ấy vượt qua được khó khăn hay không hy sinh như bạn đã từng. Bởi vì vốn dĩ tất cả phụ nữ sinh ra trên cõi đời này, họ đều có sự hy sinh chịu đựng nhiều. Trà Ngọc Hằng thanh minh. Qua những lý lẽ biện minh đó, Trà Ngọc Hằng gửi lời nhắn nhủ. Không ai muốn trở thành kẻ thứ ba trong tình yêu, vì vậy đừng bao giờ oán trách hay lên án họ. Người thứ ba có lý lẽ riêng và luôn là người chịu đựng thiệt thòi nhiều hơn, họ chỉ đến sau chứ không sai. Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990 tại Cà Mau, cô được công chúng biết đến sau khi giành giải Hoa Khôi Đất Mũi và lọt vào top 10 siêu mẫu Việt Nam năm 2010. Bên cạnh bước chân trên sàn catwalk, người đẹp họ Trà thử sức trong vai trò ca sĩ. Về đời tư, cô gái 27 tuổi đã chia tay bạn trai dù cả hai đã chụp ảnh cưới và chờ ngày kết hôn vào năm 2016. Hiện tại Trà Ngọc Hằng đang lẻ bóng đi về. Vừa qua, nữ ca sĩ gây xôn xao khi vướng vào nghi án phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc sau khi xuất hiện tại sự kiện với gương mặt cứng đỏ sưng vù. Tuy nhiên, ồn ào đã khép lại sau khi ngôi sao họ Trà lên tiếng không khai sự thật. Theo nữ ca sĩ, cô phẫu thuật loại bỏ hạch bệnh nên gương mặt mới như vậy.